Tim Hoan, xin chào cả nhà. Lần này mình đi công tác ở Florida. Đây là cái chuyến bay thứ ba mình đã ngồi lên rồi. Hai cái chuyến bay đầu tiên thì mình không có ngồi gần cái cửa sổ để mà quay chuyến bay coi như là cất cánh hay là hạ cánh cho các bạn xem chơi cho vui. Đây là cái chuyến bay cuối cùng, chuyến bay thứ ba của mình. Mình đi từ Portland qua Florida. Bay khoảng 2 tiếng hơn là mình sẽ tới Tampa, Florida. Trước cửa khách sạn mình ở,
Khách sạn này nó có trang trí cái hồ nước, phong cảnh ở phía trước nhìn rất là đẹp. Ở phía xa xa bên kia thì cái đó là cái hồ tắm luôn. Bên này là cái hồ nước phong cảnh giống như cung tên phun lên, còn mé bên kia là cái hồ nước ở trên đó là cái giống như cái cung tên ở trên đổ xuống ấy. Ngay chỗ đó là cái hồ tắm. Thời tiết ở Florida chiều nay khá là mát, gió thổi mạnh quá chừng. Tại vì trời sắp mưa rồi, và các bạn nhìn trên bầu trời cái mây đó là trời chuyển mưa. Còn phía bên này đó là phía bên bên cửa sau của khách sạn cũng có cái hồ nước, trang trí của hồ nước. Thời tiết mát mẻ cho nên mình xuống mình đón tàu để mình đi ra đảo mình chơi. Cái ngôi nhà cao cao các bạn thấy đó là cái khách sạn mình ở. Hiện tại là mình đón tàu đi ra ngoài đảo để chơi. Lúc đầu mình đang ngồi trên tàu thì tưởng như dậm cái trên cái bon tàu dậm đùng 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 mình không biết chuyện gì, thì ra mình cũng kêu cái con cá heo này để lại đi chơi, chạy về chạy theo tàu chơi nhìn vui quá. Tàu chạy cũng khá là nhanh nhưng mà mấy chú cá heo này chạy theo tàu mình thấy sao có bộ dễ dàng quá, tàu mình thấy chạy lẹ lắm. Đội theo nó nhảy từ tàu ngoài. Cái bộ hai chú cá heo này rất là thú và đùa giỡn với những cái cuộc sống của tàu, cho nên cứ chạy tàu ngoài mình thấy cũng vui chứ. Xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.